Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem một số cái loại lan đơn thân mình trồng và chăm sóc ở trong nhà. Những cái loại lan mà mình sắp tới giới thiệu đến mọi người đây là những cái loại lan cực kỳ dễ trồng, dễ sống và dễ ra hoa nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái giò dáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Đó, cái giò này thì rất là lâu năm rồi. Tuổi đời của nó khoảng chừng 5 năm sống trên cái giá thể rồi nha mọi người. Hoa rất là đẹp luôn. Và bây giờ là nó đang ra nụ quá trời. Cái bụi này thì nó phải cho mình khoảng chừng 5-60 vòi nụ mọi người. Đó. Xoay tròn đều hết tất cả các mặt luôn. Vòi nụ nó này, chi chít luôn. Có những cái thân nó cho mình tới 10 vòi hoa. Đó. Thấy không mọi người, thấy không? Có những cái thân 10 vòi hoa mọi người ạ. Rất là nhiều vòi hoa. Thì giới thiệu đến từng cái loại lan thì mình sẽ để hình mặt hoa luôn để mọi người có thể cùng mình ngắm hoa. Những ai mà khi mà vừa bắt đầu chơi lan để xem được cái video này thì có thể biết biết tên của một số loại lan luôn nha mọi người. Và đây mình sẽ để hình mặt hoa cây dáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Đúng như cái tên gọi của nó thì hoa của nó sẽ có 3 màu. Tam bảo sắc có 3 màu, là màu trắng, màu tím và màu vàng. Rồi. Tiếp theo thứ hai mình sẽ giới thiệu đến mọi người lan ngân xuân. Ở đây thì cái giò ngân xuân này thì mình ghép vào gốc lúa này, bỏ trên bệ cây. Thì cái chậu này thì mình thuần được 4 năm rồi. Lúc ban đầu sơ khai thì mình trồng từ những cái cây khá là nhỏ. Và bây giờ nó to đùng rồi mọi người xem cái lá nó nè. Tay mình lọt thỏm trên cái lá luôn nha. Trồng ngân xuân, lan ngân xuân thì cứ tới Tết là nó ra hoa, thích lắm mọi người. Cứ đúng Tết nguyên đán nó sẽ ra hoa. Cứ Tết tới mà có một giò ngân xuân chơi thì rất là ghiền bởi vì hoa rất là thơm. Đây là ngân xuân rừng. Còn ngân xuân Thái thì người Thái người ta đã lai tạo và tạo ra những cái mặt hoa bắt mắt hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, đồng thời hoa lâu tàn hơn. Lúc mình trồng thì những cái cây nó nhỏ hơn cây này và sau đó thì nó lớn rất là nhanh. Mình sẽ để hình một số cái mặt hoa của cây lan ngân xuân, kể cả rừng và kể cả Thái ở đây để mọi người tiện theo dõi nha. Tiếp đến là một cái giò quế trắng. Nếu mọi người theo dõi kênh của mình lâu rồi thì có thể thấy cái giò lan này rồi, bởi vì nó đã gắn liền với vườn của mình rất là lâu. Mình trồng được gần 3 năm rồi mọi người. Bây giờ con nó để chi chít nè. Chi chít luôn. Thì khi mọi người xem video ở dưới cái phần mô tả video, mình có để cái video quay lại cái hình lúc mà nó nở hoa nha mọi người. Thì khi mà mọi người mới chơi thì nhìn cái thằng quế trắng này nhìn y như là thằng dáng hương tam bảo sắc luôn. Nhìn nó giống y như nhau. Nhưng mà khi chơi lâu rồi á thì mình nhìn phát là biết ngay. Cây quế trắng thì lá nó xếp hơn một chút. Cái phần cuống lá này nó có cái độ ép sát cái mép lá hơn là cây tam bảo sắc. Hoa của quế trắng thì nó có hai loại, một loại là màu trắng tinh luôn. Còn một loại thì nó có một cái màu trắng trắng ngà vàng vàng rất là đẹp. Thì mình sẽ để hình mặt hoa cây quế trắng mà ở trong vườn mình nở cho mọi người xem nha. Vừa rồi thì mình vừa giới thiệu 3 loại rồi. Tới loại thứ tư thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái chậu đuôi chồn. Đó, đây là lan đuôi chồn nha mọi người. Hiện tại thì nó đang ra nụ. Gần như mùa này thì gần như tất cả các cái loại lan rừng đều ra nụ và ra hoa nha mọi người. Thằng đuôi chồn thì được một cái đặc điểm là vòi hoa nó rất là dài luôn. Cái này thì mình trồng cái hàng bóc rừng nên là một năm rồi nó mới được như này thôi mọi người. Trồng cái hàng mà đã thuần trong vườn sẵn rồi á, về mình chăm sóc tiếp thì nó sẽ rất là nhanh. Lan đuôi chồn cũng rất là đẹp. Nhà mình chưa có cái giò nào đẹp hết nên là dùng tạm cái giò này để giới thiệu đến mọi người. Mọi người có thể quan sát thân lá của nó này. Lá nó nhỏ nhỏ thôi chứ không được to.
Mình sẽ để hình mặt hoa cây đuôi chuồn đây. Ở bên này thì mình có hai cái giò hoàng nhện tháng tư. Mọi người xem hoàng nhện, lan hoàng nhện tháng tư, cái vòi hoa của nó đã không? Vòi hoa nó đã lắm, khiếp luôn đó mọi người. Dài thằng lon luôn. Thì một cái giò thì mình thuần lâu rồi. Thuần 3 năm rồi. Chứ từ một cái chậu đất đập ra, sau đó bỏ vô cái chậu gỗ là đã được 1 năm rưỡi nữa rồi. Còn bên này là một cái chậu mình vừa mới thuần. Có nghĩa là cũng từ một cái chậu đất đập qua nhưng mà mới sang chậu được 3 tháng thôi. Sang vô cái chậu to để cho nó thoáng ra. Riêng cây đơn thân thì mình trồng vào các cái chậu to hơn, để khi mà cây nó phát triển á, nó có cái độ thông thoáng và nó sẽ đẹp hơn. Hai cây, hai giò, giò nào cũng đang nụ hết nha mọi người. Nụ chi chít, rất là đẹp. Hoàng nhện tháng tư thì hoa nó rất là thơm. Đồng thời cái cây hoàng nhện tháng tư, cái sức phát triển nó tốt lắm. Nó lớn nhanh lắm chứ không phải như các cái loài lan khác. Đấy. Mình sẽ để hình mặt hoa cây nhện tháng tư ở đây. Và đồng thời thì tới đây khi các cái giò lan nhà mình nở hoa thì mình sẽ làm các cái video để cùng ngắm hoa với mọi người. Tiếp tới là lan bạch nhạn nha mọi người. Mình có trong vườn mình có một cây bạch nhạn thôi. Cái loại này thì cũng không phải là hiếm đâu mọi người, cũng có rất là nhiều. Nhưng mà hồi xưa mình ít sưu tầm đơn thân thì mình không có mua nhiều. Bữa nay thì nên là giờ mình có một cây trong nhà thôi. Hiện nó ra được 3 cái vòi bông này. Cái này cũng mới trồng lại nha mọi người. Mới trồng lại vô trong chậu. Hồi xưa mình bỏ trong cái gốc gỗ, sau đó tách ra trồng vào lại trong chậu. Thì mọi người nhìn có thể thấy là cái cây nhạn, bạch nhạn này hoa nhìn nó y như cây hoàng nhạn tháng tư nhưng không phải. Cái cây này hoa và hoa của nó giống ngược lên nè mọi người. Nó không có xuôi xuống. Đồng thời cái lá của nó màu xanh ngắt luôn. Nhìn màu xanh nó khác với lại cái màu xanh của cây hoàng nhạn. Nếu mà chơi lâu rồi thì cứ nhìn phát là biết ngay mọi người ạ. Mình sẽ để hình mặt hoa cây bạch nhạn ở đây để mọi người có thể biết thêm nha mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái thằng sóc lào. Sóc lào là một trong những cái thằng đơn thân mà gần như là chậm phát triển nhất. Nó với thằng ngân xuân thì nó còn chậm hơn cả thằng ngân xuân nha mọi người. Ở đây một cái giò này mình thuần 4 năm rồi mọi người. 4 năm mới được như này á. Mọi người xem các cái vòi hoa đó nè. Nhìn đen đen vậy thôi nhưng mà mấy bữa nữa hoa nở đẹp lắm. Đồng thời hoa của sóc lào rất là thơm. Hoa nó gần giống với lại cái thằng đuôi cáo, nhưng mà hoa của thằng đuôi cáo nó nhạt màu hơn thằng sóc lào. Đang nụ rồi mọi người. Ok mọi người. Trồng lan đơn thân thì được cái chúng ta không cần phải thay giá thể nha mọi người. Cứ trồng càng ngày càng đẹp. Khoảng 2-3 năm thì mới là cái thời gian để cho cây đơn thân nó ổn định thôi. Còn nó phát triển mạnh mẽ nhất là khoảng từ năm thứ 3 trở đi. Chờ còn lan các cái loại lan thân thòng như giả hạt đây này mọi người. Mọi người trồng khoảng chừng 3 năm thì mọi người nên thay giá thể một lần. Còn đơn thân thì không cần thay giá thể. Thì các cái giò lan đơn thân của nhà mình thì giờ này mùa này nó chưa có hoa mọi người. Nó chỉ đang nụ thôi. Thì khi nào mấy bữa nó nở hoa thì mình sẽ làm cái video cho mọi người cùng xem. Còn không mọi người có thích ngắm hoa thì có thể kích vào kênh của mình. Có các cái video mà mình đã quay từ năm ngoái mọi người có thể xem lại cho vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo ạ.